Thưa chư vị đồng đạo kính mến, và tiếp theo đây tôi xin thành lòng đọc lại giải nghĩa lục tự Di Đà. Nam mô A Di Đà Phật. Di Đà lục tự sáu câu giải ra sao nghĩa sửa tâm tu hành. Bấy lâu chẳng biết cho rằng, nay thầy chỉ rõ lý chân đẳng tường. Di Đà tìm ra sao nghĩa cho xong, đặng mà sửa tánh từ tâm nơi mình. Nhớ ghi sao chữ cho mình, niệm thì tầm nghĩa đặng mà làm theo. Trước cờ sao quỷ đầm đeo, sao là chờ cơ thức tình dân dương. Chữ Nam giải nghĩa cho thường, niệm thì ghi qua nơi tâm vậy. Thường thường tánh nóng của ta, thái mau dục tắt lần lần bỏ đi. Chữ mô cũng ráng làm ấy, tâm không thanh tịnh đừng gây nở trần. Ráng mà trao sửa ân cần, tâm không của Phật có là quý ma. Niệm thì tâm nghĩa cho ra, không gây không tạo đó là chữ mô. Nam mô Diệt Quả Vô, tâm phàm dứt bỏ theo lòng Hoàng Thiên. Chữ A phải giữ cho nguyên, khí tình nơi thần giữ cho đủ đầy. Nghĩa đừng dâm dục tạo gây, đông con nhiều vợ hao mòn thân ta. Chữ tình khi giới thần đừng hao. Muốn gìn ba báo làm sao, ta bỏ hờn giận ghét ca ghen phải chừa. Ăn cần tu niệm chớ ham danh vị giàu nghèo lo chi.
thì là khỏi bệnh trường sanh tới già. Lại thêm cái nghĩa chữ đà, tấm lòng sáng suốt phá mê cuộc trần. Ráng mà trao sữa ăn cần, tâm thàm rất bỏ độc sâu phải chừa. Ăn cần dồi luyện sớm trưa thì là trúng nghĩa khỏi sai dưới lầm. Chữ Phật là tình cái tâm, hãy đem trí não mà tầm cho ra. Đó là Phật chẳng có xa, tâm cho bình tĩnh cõi tiên đẳng về. Niệm thì phải tha tánh mê, tâm đừng vòng quấy dình lòng từ bi. Niệm thì ráng nhớ làm y của thầy sư dạy đặng mà làm theo. Niệm Phật chẳng luôn giàu nghèo, không tốn tiền bạc mà sao thanh nhàn. Niệm Phật chẳng tốn mơ tiền ngàn thì sao mới đắm tòa vàng an thân. Niệm Phật sớm tối ăn cần, ngày đêm xuyên niệm khỏi trong luân hồi. Niệm Phật muốn diệt thôi thôi, chớ hàm sự thấy cực lòng khổ thân. Niệm Phật gặp hội long dân, ráng mà xuyên niệm có ngày siêu sanh. Niệm Phật đừng có đua tranh, theo đời dân vật hao mòn thân ta. Niệm Phật khỏi đó yêu ma, khuyên trần ráng niệm nơi tâm cho thường. Niệm Phật khỏi đó vấn vương, thường thường xét lỗi của ta hằng ngày. Niệm Phật nợ thế đừng dây, nợ trần ráng trả có ngày thanh thơi. Trả rồi sao đặng vui chơi, hiệp cùng tiên Phật tớ thầy âu ca. Nam mô A Di Đà Phật. Kính thưa chư quý vị đồng đạo kính mến, chương trình liên tục qua bài
Tịnh Thế Văn. Nam mô A Di Đà Phật. Cuộc trần thế khuyên ai hãy gầm, danh mà chi lợi lắm mà chi, bả công danh như bọt nước chẳng ra gì, mùi phú quý như dần mây tan hiệp, sang cho mấy cũng thì một kiếp, vào đến đâu cũng hướng một đời. Cái tuổi sanh đeo đuổi kiếp con người, thân tứ đại lấy đâu mà làm chắc, kìa sanh tử thấy liền trước mặt, đám cô phần đa thị thiếu niên thân. Cái thân này là cái giả thân, nay còn đó mai đâu chắc được. Thêm nỗi bệnh nỗi già thất phước, sống trên đời sống được bao lâu, mới mài xanh cây đã bạc đầu, rồi lại đến quan khâu một năm. Ôi tam thốn khí tại thiên ban dùng, nhất đáng vô thường vãng sự hưu, muôn việc đều mang lấy tất hơi, hơi vừa dứt cuộc đời cũng dứt. Nào của cái vợ con tài vật, nhắm mắt rồi nắm lấy tay không, nghĩa Tào Khang có kẻ chẳng bền lòng, đành cái tiếc giả mong chồng khác, bỏ con dại mắt đời hành phạt. Cái cuộc đời nghĩ thiết buồn tình, hết mê danh mê lợi mê tình, toàn mượn thú già lam phong canh, gắm cuộc thế vui gì ham canh canh, thêm gây tình vỡ vỡ với con. Thà sớm khuya vui thu nước non, chiều lại niệm A Di Đà Phật, mong giải thoát tránh sông đường vật chất, sổ luân hồi ếm cổ với hành vi. Ở thế gian nhiều tiếng thị phi, về cửa Phật từ bi hỷ xa. Qua biển khổ mượn
thuyền bát nhã, rửa bụi trần mượn nước ma. Nguyện sao thoát khỏi chúng ta bà, về tịnh độ vui miền cực lạc. Hai giờ câu này diễn ít câu, khuyên đời sớm sớm khá hồi đầu. Tu là cõi phúc đừng sao làm, danh lợi dây quan mưa gắn công. Nam mô A Di Đà Phật.